bịa đặt được như vậy. Những ngày này, đất nước đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn chưa từng thấy trong công cuộc chống dịch bệnh COVID-19, khi mà hàng ngày số ca mắc lên đến vài ngàn người trên phạm vi nhiều tỉnh thành, nhất là ở khu vực Nam Bộ và tâm điểm là thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, cả hệ thống chính trị đang tập trung vào triển khai các biện pháp phòng chống dịch để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường với phương châm coi sức khỏe và tính mạng của người dân là trên hết, dù có phải hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt và ngắn hạn. Thế nhưng, trên mạng xã hội và một số đối tượng đưa ra thông tin bịa đặt nhằm gây hoang mang, lo sợ cho các tầng lớp dân cư, như trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh, chụp cảnh nhiều thi thể bó gọn nằm la liệt dưới sàn, được chú thích là bệnh nhân của dịch COVID-19 tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng theo Trung tâm Xử lý Thông tin Giả thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thì đó là hình ảnh chụp các bệnh nhân COVID-19 ở một nước ngoài đã được đưa lên mạng xã hội từ trước. Hậu quả của bức ảnh trên đã làm cho nhiều người thiếu thông tin đích thực, tin theo và lan truyền gây hoang mang trong dư luận. Có một sự thật đang được phơi bày là khi dịch COVID-19 bùng phát với tốc độ nhanh hơn thì những thông tin bịa đặt ngày càng nhiều. Những thông tin không có căn cứ về số lượng người mắc, về số ca tử vong hàng ngày, về nguồn lực y tế của nước ta cạn kiệt, cũng như những thông tin ác ý về khả năng bung toang của một số tỉnh thành xuất hiện đầy rẫy trên mạng xã hội, làm cho một bộ phận người dân thiếu thông tin bị hoang mang. Một số thông tin xuất phát từ thái độ thiếu thiện chí, còn tập trung chỉ trích, xuyên tạc chủ trương, biện pháp của chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 như phủ nhận kết quả đã đạt được, xuyên tạc các chỉ thị 15, 16 và 19 không phải là văn bản quy phạm pháp luật, cách thức chống dịch cực đoan khi ngăn sông, cấm chợ, đưa ra vấn đề hộ chiếu để đi lại khiến người dân chưa chết vì dịch thì đã có khả năng chết đói. Việc cấm chợ để lùa dân vào siêu thị kín mít, chen chúc nhau làm cho dịch bệnh dễ lây lan hơn và phải mua hàng với giá đắt đỏ. Xuyên tạc về việc tổ chức thi trung học phổ thông gây bùng phát dịch, chỉ trích chính quyền bất nhất khi yêu cầu người dân tuân thủ nguyên tắc 5K nhưng lại tập trung hàng nghìn người đi xét nghiệm, tiêm vaccine. Đó là những luận điệu hết sức thâm hiểm nhằm mục đích kích động một bộ phận người dân nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết sẽ xuống đường tuần hành, biểu tình để việc tập trung đông người sẽ khiến cho dịch bệnh bùng phát nhanh hơn để thực hiện cho mục đích của họ đưa đất nước đến bờ vực thẳm của sự mất ổn định chính trị xã hội. Cũng không phải ngẫu nhiên mà trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin bài clip cập nhật đến vấn đề người dân Cuba xuống đường biểu tình chống chế độ ngày 11 tháng 7 vừa qua để lồng ghép các thông tin tuyên truyền chống chủ nghĩa xã hội và chế độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Khi kích động người dân Việt Nam, hãy thức tỉnh, hãy làm người dân Cuba. Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba đã phát biểu trên đài truyền hình Cuba là tình hình đất nước đã trở lại bình thường và mọi âm mưu chống phá của Mỹ đã thất bại, là câu trả lời đích đáng cho những người mong muốn người dân Việt Nam xuống đường như những người dân Cuba vừa qua. Dưới sự chỉ đạo của chính phủ, công tác phòng chống dịch COVID-19 chưa bao giờ lại quyết liệt, rốt ráo và đồng bộ từ trung ương tới địa phương như hiện nay. Có thể nói, người dân luôn tin vào Đảng, chính phủ nên cũng hết sức tỉnh táo, cảnh giác trước những thông tin bịa đặt, thổi phồng, thậm chí là xấu độc để không bị dẫn dắt, lợi dụng làm những việc ảnh hưởng đến lợi ích chung và vi phạm pháp luật. Việc chống đại dịch COVID-19 liên quan đến hầu hết các quốc gia trên thế giới. Do vậy, với phương châm mới của chính phủ, 5K, vaccine và khoa học công nghệ sẽ là giải pháp để ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả. Bên cạnh đó, niềm tin và sự ủng hộ của người dân cũng là động lực để thực hiện các giải pháp hữu hiệu của chính phủ thành công.